Đặc biệt chúng tôi sẽ có thêm xuất diễn tối vào các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 và mùng 5 Tết. Và ngay sau đây chương trình biểu diễn bên trên sân khấu chúng tôi đã đến chờ. Chúng tôi rất mời toàn thể tất cả quý vị và các bạn cùng tập trung về khu vực phía trước sân khấu ở những ghế và chỗ ngồi để cùng đón xem chương trình. Và hiện tại lượng khách đang có mặt trong khoảng gần rất đông. Chúng tôi luôn nhắc nhở tất cả quý vị khi đang dạo chơi trong khuôn viên hoặc ngồi xem biểu diễn trước sân khấu, mong tất cả quý vị giữ gìn vật dụng tư trang cá nhân của mình một cách cẩn thận. Xin được trân trọng cảm ơn. The program is going to be started as informative, good kind of stabilizer to students to work on the learning day 2024. We will have a joint performance day from February 20 to February 18, from February 11 to February 14. There are three performances there, in the morning, in the afternoon, and at night. On February 10, from February 15 to February 18, there are two performances, in the morning and in the evening. You can see the after jump in person and we discuss the community and process carefully and why. Today the session is also a very proud of us. We are particularly to the best of the performance of the new process and the way. Thank you. Okay, here is the question. This is the question. This is the question. This is the question.
trước đó là cái bài anh em ở nhau sau đành là thu một người như hôm nay làm báo rất là lâm trọng cho nên là sẽ các bạn và mời tất cả mọi người và mời tất cả các nghệ sĩ ca sĩ dạ cô sức khỏe chỗ ai mọi người ơi dạ xin chuyện đấu với tôi đã bắt đầu rồi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng di chuyển cùng với sân khấu nha hai cái đầu chơi bài luôn của tối đêm trời hết dễ thương luôn trời các bạn ơi cái này đâu còn có 15 câu lịch sử nữa à bây giờ 15 bạn nào để lại sân khấu thì có cơ hội nhận lì xì nhá rồi bỏ hết tất cả mọi chuyện lên sân khấu cho con ơi nhẹ nhẹ chuyển từ khu vực phía trước sân khấu vào vị thế và chỗ ngồi để cùng thưởng thức chương trình biểu diễn trước chuyện tối hôm nay của chúng tôi. Rồi bây giờ là tiếp tục đầu tiếp tục quà tặng cho Tây Dương á. Anh Tây Dương ơi, đời con gái, cô suy nghĩ cái gì vậy? Cô không tin tưởng chú à? Không tin tưởng chú à? Thấy hàng đâu đúng không? Rồi để các bạn ơi, còn ai nữa không? Tại sao con gái lại không lên vậy? Con gái ơi, con đó, lên đi con, lên đi, lên tặng quà cho mẹ. Đây nè, lên đây đi. Kết thúc video của chú chị. Đây.